vương bao nhớ nhung. Người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui buồn sao đôi những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hướng hờ. Mỗi tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết thua theo tiếng đàn. Mơ đời ai ân những ngày phong trần, sống trong mộng đẹp này luôn. Lâm Vy Dạ xin chào khán giả của chương trình Cuối Tuần Tuyệt Vời. Tâm thế rất là háo hức, rất là hân hoan và vui vẻ, bởi vì đây là show đầu tiên Lâm Vy Dạ tham gia trong không khí rất là Tết như thế này. Và quay qua quay lại là mình lại thêm một tuổi nữa rồi. Và ngày hôm nay khi mà đến với trường quay ngày hôm nay thì một điều rất là vui nữa, đó là gặp lại anh Trường Giang, anh Tiến Luật, Henry và tất cả những người anh em thân thiết từ trước tới giờ. Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại. Không bao giờ thuộc lời bài hát, dù là MV của chính mình viết lời luôn, nhưng mà ra tới hiện trường quay khi tất cả mọi người đều đã thuộc thì Lâm Vy Dạ vẫn chưa thuộc bài hát của chính mình, cho nên là hơi lo ngại vấn đề này đó. Quý vị khán giả ơi, hãy nhớ đón xem chương trình Cuối Tuần Tuyệt Vời vào lúc 20 giờ trên kênh VTV3 tối chủ nhật hàng tuần nha.